Chú Trần Chí Phước mở máu thì ăn kiêng những thực phẩm gì bác sĩ? À, mở máu thì sẽ có những thực phẩm mà chú Phước cần phải kiêng và những thực phẩm mình cũng cần phải ăn nha, chứ không phải là mở máu là mình phải kiêng, cũng kiêng hoàn toàn là không đúng đâu. Đó. Có những thực phẩm mà mọi người ăn vào nó sẽ giúp cho mình là giảm mỡ máu nè. Vậy thì sẽ chia ra làm hai nhóm. Cái nhóm đầu tiên đó là những thực phẩm mà chú nên kiêng, đó là những thực phẩm nó là gây cho mình tăng mỡ máu. Thì những thực phẩm nào nó làm cho mình tăng mỡ máu đó là mình ăn quá nhiều thịt mỡ này, thịt mỡ động vật đó, ví dụ như mỡ heo, mỡ bò, mỡ gà. Đó. Cái nhóm thịt mỡ này mình ăn vào nó sẽ làm cho mình tăng chỉ số mỡ máu xấu rất là nhiều, cho nên là mình phải hạn chế. Cái thứ hai đó là cái nhóm chất béo chuyển hóa, là những thực phẩm mà gọi là dầu thực vật mà có trong các thực phẩm đóng gói á, ví dụ như là các thịt hộp, cá hộp đó, các đồ ăn mà chiên xào, các cửa hàng thức ăn nhanh đó, rồi ví dụ như mì gói chẳng hạn, mình ăn những cái thực phẩm mà đóng gói, những đồ ăn mà chiên xào nhiều quá đó, thì cái lượng chất béo chuyển hóa mình đưa vào trong người nó cũng rất là nhiều, và nó sẽ làm cho mình là tăng cái mỡ máu, và đồng thời nó làm tăng phản ứng viêm nữa đó. Mọi người nhớ nha, chất béo chuyển hóa nó làm cho mình tăng mỡ máu và tăng phản ứng viêm, và tăng phản ứng viêm nó làm cho mọi người cũng dễ bị những cái bệnh lý như là đau khớp hoặc là bị xơ vữa động mạch luôn. Rồi cái thứ ba nữa mình cần phải hạn chế đó là nhóm đường bột, những thực phẩm mà nó ngọt nhiều này, những cái thực phẩm mà nó nhiều tinh bột á, ví dụ như là bánh kẹo, nước ngọt có ga đó, thì mình phải ăn cái lượng ít thôi. Mình ăn nhiều quá nó làm dư thừa năng lượng, khi mà dư thừa năng lượng trong cơ thể thì nó cũng chuyển thành cái năng lượng dư thừa nó tích trữ và nó gây ra cái mỡ máu ha. Còn những thực phẩm mà nó giúp cho mình là giảm mỡ máu mà chú có thể là tăng cường ăn, đó là nhóm thực phẩm mà nó sẽ có cái thành phần là sterol và stanol từ thực vật á, nó sẽ có rất là nhiều trong cái nhóm rau củ quả, các loại rau xanh, các loại củ như là cà rốt, củ cải đó, thì nó sẽ có những thành phần này, những thành phần này khi mà mình ăn vào nó sẽ giúp cho mình là hạn chế cái hấp thu cholesterol vào trong người ha, giúp cho mình giảm mỡ máu. Rồi mình sẽ tăng cường ăn cái nhóm chất xơ hòa tan nữa, chất xơ hòa tan thì nó sẽ có nhiều trong các loại rau củ quả luôn, bên cạnh đó nó sẽ có rất là nhiều trong các loại trái cây mà có múi á, ví dụ như là cam, bưởi này, quýt này đó. Chất xơ hòa tan nó giúp cho mình là hòa tan cái cholesterol mà nó đào thải ra bên ngoài, nó cũng giúp cho mình giảm mỡ máu. Và bên cạnh đó thì chú cũng phải bổ sung thêm cái nhóm thực phẩm mà nó nhiều omega 3 nữa. Omega 3 nó là một cái nhóm chất béo đó, tuy nhiên nó là một cái nhóm chất béo tốt, nó ngược lại so với lại cái nhóm chất béo trong cái thịt mỡ. Thì omega 3 nó sẽ có nhiều trong, thứ nhất là trong cá, các loại cá biển á, ví dụ như là cá mòi, cá trích, cá hồi, đó là những loại cá đó thì đã được các hội tim mạch người ta khuyến cáo là mình nên ăn một tuần khoảng 2-3 bữa đó. Hoặc là trong các loại hạt như là hạt chia, hạt lanh, hạt óc chó đó, thì mình sẽ tăng cường ăn cá biển, hoặc là mình ăn các loại hạt để mà nó bổ sung cái lượng omega 3 nhiều. Và nếu mà mình bổ sung đủ lượng omega 3 nó giúp cho mình giảm mỡ máu ha. Nếu như mà mình đã mỡ máu mình cao rồi thì mình có thể là mình bổ sung luôn những cái dạng viên omega 3 bổ sung ha. Dạng viên thì mình có thể là bổ sung cái dạng dầu cá hoặc là dầu nhuyễn thể cũng được. Dầu nhuyễn thể ví dụ như là loại bác sĩ Trí đang dùng thì cái loại này thì mặc dù thì nó giá thì nó hơi cao hơn đó, tuy nhiên thì nó giúp cho mình là giảm mỡ máu tốt hơn rất là nhiều so với viên dầu cá ha. Dầu nhuyễn thể thì nó được cái là nó tan trong nước và nó hấp thu nó tốt hơn. Đối với dầu cá là cái viên màu vàng đó, mọi người phải dùng cái liều cao hơn là khoảng tầm 2,5 g đến 3 g mỗi ngày. Còn đối với nhuyễn thể như cái viên toàn phần đó, thì thường mọi người sẽ dùng cái liều một nửa thôi, một ngày khoảng từ 1 đến 1,5 g thôi. Ví dụ như viên này một ngày mình dùng 2 viên là đủ ha, nó giúp cho mình là người được mỡ máu. Đặc biệt là những trường hợp những cô chú anh chị mà mình ăn chay nè, mình ăn chay là mình không ăn được cá đúng không? Rồi bên cạnh đó là những cô chú anh chị mình bị dị ứng, mình không có ăn được cá biển thường xuyên, thì mình có thể là mình tăng cường bổ sung luôn cái dạng viên cho nó hiệu quả ha. Hoặc là mọi người muốn tăng cường luôn cái tác dụng của omega 3 đó thì mọi người nên bổ sung luôn dạng viên luôn, tại vì bác sĩ Trí qua theo dõi đó thì nhiều cô chú anh chị đó mình cũng ăn cá biển rất là nhiều. Tuy nhiên cái lượng omega 3 mà mọi người ăn qua đường ăn cá đó mình bổ sung vào thì gần như nó không có giảm được mỡ máu, tại vì nó vậy chứ ăn mình ăn cá đó thì nó có omega 3, tuy nhiên cái lượng nó gọi là đối với một người bình thường á thì mình ăn vào nó có thể là giúp cho mình có một cái sức khỏe tốt thôi, nó cũng tốt cho hệ tim mạch. Tuy nhiên để mà giảm được cái mỡ máu đó thì mọi người phải bổ sung cái dạng viên á, thì nó mới hiệu quả được nha. Cho nên là chú phải hiểu là phải có những thực phẩm mà mình kiêng, nhưng cũng có những thực phẩm mình nên ăn nha chú Phước nha, chứ không phải là mỡ máu là không phải là mình kiêng hoàn toàn là không đúng đâu. Có nhiều cô chú anh chị nói là mình kiêng nhiều quá, mình nghĩ là mỡ máu là do mình ăn nhiều cho nên là mình kiêng á, thì thành ra là mình bị thiếu chất nha. Khi mình bị thiếu chất thì nó lại sinh ra những cái bệnh khác nữa. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.